anh em 50 nha. À, chiếc 97 sườn lốp zin. Lâu lắm rồi mình mới thấy được một chiếc xe đẹp như vậy. Đây cặp ứng mở gà nè, nem gà nắng sẽ gọt. Bửng mở gà zin theo xe. Bửng này còn đẹp lắm nha anh em, như mới luôn á. Ở mặt sau nó vàng nè anh em, mặt trước nó trắng nè, đó. Đây là áo zin luôn. Tóc ra bựng lớp mỡ gà trong này nè. Qua 5 tháng thì nó phải bị chóc nha. Nè mấy đèn chữ S ha nè. Kiến ép. Kiến zin. Nè sườn lốc nè, chạy chỉ nè. Nhưng mà có cái bô này là vô bô rồi. Bô tồn kho đời 2000 nha anh em. Thì mấy bô đời 2000 tồn kho nổ hay dữ lắm. Nhấp nè. Tem, ốc, từng con luôn. Qua đây cái đách còn nha. Đây. 12 năm 97. Ốc số 4, 2 con. Nè bên đây chạy chỉ nhiều nè. Chạy quá tài chỉ luôn nha nè. Đây là sườn lốp zin một màu. Bát trống. Có cái phá trống nữa nè. Hai lỗ nha nè. Đây này hiếm ạ. Phục KB tem đen nha anh em, phục zin theo xe KB là tem đen nha anh em. Cái này là hiếm vô địch luôn á anh em ơi. Tem đen nè. Mình tắt chịu nổi. Đây. Quá cọp rồi. Mình dỡ cái cớp ra cho anh em chim ngưỡng ở trong ha. Chìa khóa zin theo xe luôn nha anh em. Đây, số còn luôn. Tức sao một chìa. Chìa khóa zin là 5 số nha anh em. Đó, D39627. Còn gia yên anh em thấy không? Này bắt đầu lên nước bóng rồi nè. Yên đầu ép nè. Cản zin. Đây, chỉ chạy nè. Nhìn tươi không? Nè mấy cái nắp xăng này là mở gà hết nha anh em. Mình đặt riêng ở trong cái ruột nó còn đẹp cực kỳ luôn nha anh em. Ở trong là màu mở gà luôn. Nhà lên tới cái yên nè. Nước keo còn. Má chưa trẻ nghe nè. Giờ đạp quá dữ. Cái lòng 97 còn. Bất ngờ có chấm sơn nhá. Thì tớp rồi cũng còn đầy đủ. Lòng hay lòng lỗ. Chưa máy móc chưa đó. Lòng lỗ zin. Nhả xe qua bển nè. Nhả xe qua. Đây nước keo lốp giữa nè. Nước keo lốp giữa nó còn nha nè. Nhả qua luôn. Này. Đâu rồi. Thấy không? Cảm thấy nghiêng bên đây nè. Vô đây không thấy. Đây đây. Qua đây qua đây. Qua. Nước keo lốp giữa đây nè anh em. Đây, nước keo vàng nè, thấy chưa? Liền cái bên. Lòng còn đát 597 luôn nha anh em. Lòng nó quay sao đi. Đây, khó thấy. Khó thấy lắm. Liền tước. Đây, trước ra 97. Heo dầu zin luôn. Chung chi tiết xe này là quá dữ luôn nha anh em. Để đúng 3mm nha. Trứng ba còn đáp luôn nè. Đây.
97, tán cổ chưa đóng lần nào. Giờ quay khó thấy quá. Đại khái này, vẫn có nấm. Vẫn ghi là có cái nấm đây nghe nè. Cái phục tức là nước sơn mới gỉ gỉ à. Cặp đèn cày quá dữ. Cặp đèn cày còn quá đẹp. Đây đó, nổ máy tiếng bô cho anh em nha. Bô 2000. Ghim em nó chạy về nha. Xong. Tâm Tài mới lấy chiếc này nha anh em. Xe có thiệt cọp luôn, Tâm Tài mới lấy nha. Xe nó ngọt thì thôi. Đây, cặp về nhà anh em ơi. Rồi, chào tất cả anh em nha. Đấy, sau khi khách anh chia lại niềm đam mê cho mình, mình trải nghiệm từ cái đoạn đường ở nhà anh về tới tiệm của mình, thì nói chung là chiếc xe này trong 100 chiếc xe nhập khẩu đầu tiên qua Việt Nam, đời 97, đầu số 10. Đó, đi nhẹ không gặp miếng nào. Nãy mình có test thử vận tốc cho anh em rồi đó. Đi khoảng 84. Đây, máy móc kim cương. Đây là xe để anh chủ anh trưng bày á, rồi ảnh hết đam mê chia lại cho mình nha. Không không biết nào á. Đang ngọt chưa quen bài vậy thôi. Đây chào tất cả anh em nha, anh em đam mê mình đi mua xe mình lựa cho kỹ nha. Nãy giờ mình đi coi xe mà cũng như trong quá trình mình coi rất là kỹ lưỡng trong vấn đề những chi tiết bên xe. Thì anh em nào mà có đi mua xe cứ thắc mắc gì cứ alo liên hệ trực tiếp mình chia sẻ chút kinh nghiệm cho anh em được cái niềm đam mê trọn vẹn nha. Rồi chào cả anh em nha. Chào cả anh em.